Trong lúc nền kinh tế khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như thêu, sơn mài, điêu khắc, xương sừng, mộc, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2021. Việc các làng nghề huyện Thường Tín tham gia kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2021 là một hoạt động thiết thực giúp kích cầu tiêu dùng trong nước, vực lại sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn, góp phần hỗ trợ tích cực doanh nghiệp sản xuất ngành thủ công mỹ nghệ, quảng bá sản phẩm, kết nối các chuỗi sản xuất tiêu dùng. Tại chương trình, ban tổ chức cũng trao chứng nhận cho các đại diện, các tập thể, cá nhân có sản phẩm tham dự chương trình để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững làng nghề truyền thống Hà Nội năm 2021 tổ chức theo hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến. Hệ thống triển lãm trực tuyến có tại địa chỉ http://www.tdbvhn.vr-woodsexpo.com.